biệt là các bạn sinh viên nhé. Thì ở đây các bạn sinh viên chúng ta hãy thực sự nghiêm túc trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là các bạn làm gì, đúng không ạ? Các bạn có bận biểu những công việc gì hay không, thì chúng ta hãy gạt bỏ tất cả những công việc đấy sang một bên, bởi vì nó thực sự quan trọng đối với các bạn nhé. Thực sự quan trọng đối với các bạn, để có thể biết, giúp các bạn biết được là khi ra nhà thuốc thì các bạn cần phải học những cái gì, rồi phải làm những cái gì. Và các bạn nếu là nhân viên hoặc chủ nhà thuốc thì các bạn hãy cũng kiên trì lại, bởi vì những cái nội dung ở phía sau là sẽ giúp cho các bạn biết được rằng là con đường mình đi đã đúng hay chưa, và mình thực sự đi theo con đường này nó có cơ hội để phát triển hay không, đúng không ạ? Đấy, cho nên nếu là sinh viên thì hãy ngồi kiên trì để nghe từ đầu tới cuối. Và các bạn đang là nhân viên thì các bạn cũng hãy cố gắng kiên trì. Còn chủ nhà thuốc thì chắc chắn đến cuối buổi các bạn cũng sẽ cảm thấy cực kỳ có giá trị nha các bạn nhé. Rồi, các bạn hãy comment ở phía dưới để chào Hoa và tương tác với Hoa nha các bạn nhé. Chúng ta cần phải xác định một điều rằng khi làm bất kỳ một cái gì thì nó cần phải có một cái cụ thể mục tiêu rõ ràng, đúng không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ Hoa muốn hỏi là bao nhiêu bạn ở đây đang là sinh viên thì hãy điểm danh lại một lần nữa. Bao nhiêu bạn đang là sinh viên nhá, Hoa chỉ hỏi sinh viên thôi. Nên các bạn nếu là sinh viên hãy comment ở phía dưới, được không ạ? Và sinh viên có biết rằng là khi mà chúng ta đang ở trên nhà trường và chúng ta chuẩn bị ra nhà thuốc thì chúng ta phải làm cái gì hay không? Đấy, thì các bạn hãy nhớ, và đặc biệt các bạn ngồi và ghi chép ra những cái này. Thì đây là một buổi học cực kỳ quan trọng dành cho các bạn để sau này nhá. Dù các bạn có đồng hành cùng với Bảo Minh hay không thì nó cũng là một cái slide, một cái sơ đồ để các bạn đi ra nhà thuốc mà chúng ta không bị mông lung, không bị hoang mang về cái việc đó là ở một nhà thuốc to như thế, nhiều tên thuốc như thế, rồi thì là bắt đầu là nhiều các cái nhóm thuốc như vậy, rồi bao nhiêu là các cái loại thuốc ạ, thì chúng ta phải học cái gì đầu tiên, đúng không ạ? Cho nên sinh viên hãy comment ở phía dưới thật mạnh mẽ cho Hoa, để Hoa biết các bạn đang là sinh viên và còn tập trung cho các bạn thật nhiều nhá. Thì các bạn có nhìn thấy không ạ? Trên màn hình, đầu tiên khi ra nhà thuốc các bạn sẽ phải học cái này. Nào, các bạn đã ghi chép xuống phía dưới cho Hoa hay chưa? Các bạn hãy ghi chép xuống phía dưới ạ. Đầu tiên khi ra nhà thuốc thì các bạn sẽ phải học những thứ sau đây. Thứ nhất đó là chúng ta phải học công dụng, rồi sau đó chúng ta học liều dùng, và sau đó chúng ta sẽ học là chống chỉ định những cái tương tác của thuốc, đúng không ạ? Rồi sau đó các bạn sẽ cho học những cái hàm lượng đó và dạng bào chế hoặc là các biệt dược nổi. Cho nên là khi ra một nhà thuốc ấy thì có vô vàn nhiều các cái thuốc như vậy, chúng ta sẽ phải học những cái chính như vậy thôi. Đừng có mang cả một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng ra để mà đọc trong thời gian đầu tiên, thì đảm bảo một điều rằng các bạn sẽ bị tẩu hỏa nhập thuốc luôn. Nhớ là tẩu hỏa nhập thuốc nha. Cho nên các bạn sinh viên hãy ghi chép lại ạ. Đừng chỉ ngồi nghe Hoa nói không. Bởi vì Hoa không phải không có slide cho các bạn. Hoa đã mất cả một buổi để làm ra những slide này. Và các bạn sinh viên, nhân viên cũng như là quản lý của công ty đã tạo ra những slide này để rồi Hoa chỉnh sửa lại, để có thể vừa trình chiếu lên trên màn hình cho các bạn và vừa ngồi để nói cho các bạn nghe, đúng không ạ? Thì các bạn phải tận dụng những cái buổi học như thế này để mà làm gì ạ? Mà trang bị cho mình những kiến thức để mà làm gì ạ? Để có thể giúp cho mình biết là khi ra nhà thuốc mình phải học cái gì, đúng không? Cho nên các bạn hãy tương tác thật mạnh ở phía dưới. Bởi vì khi các bạn tương tác ý, thì đồng nghĩa là các bạn là gì đấy ạ? Làm cho Hoa cảm thấy rằng các bạn đang thực sự nghiêm túc để học. Và nếu như các bạn không nghiêm túc để học thì chắc chắn rằng Hoa sẽ không thể tạo ra các buổi học tiếp theo được. Vì đây là những cái buổi học miễn phí dành cho các bạn. Vậy thì nếu như Hoa không phải là một người muốn giúp các bạn định hướng được thì lúc đấy Hoa sẽ làm những công việc khác. Thậm chí là Hoa là gì đấy ạ? Đi chơi hoặc là nghỉ ngơi hoặc là xem tivi, rất nhiều các công việc khác, đúng không ạ? Hoa cực kỳ nhiều việc trong một ngày để làm việc. Và nếu như mà chúng ta không sẵn sàng để học và ghi chép thật là cụ thể thì Hoa chẳng việc gì để có thể là có những cái buổi tiếp theo dành cho các bạn đâu. Thế nên hãy nghiêm túc là comment ở phía dưới nha. Các bạn học được cái gì đó comment ở phía dưới luôn. Là sinh viên khi ra nhà thuốc sẽ cần phải học những cái sau đây. Thứ nhất là công dụng, thứ hai là liều dùng, thứ ba là chống chỉ định, thứ tư là hàm lượng, thứ năm là dạng bào chế, thứ sáu là những cái biệt dược nổi. Những cái biệt dược nổi nha các bạn nhỉ, những cái tên biệt dược ấy ạ. Đấy, biệt dược nổi. Còn đâu
trên thị trường thì có quá nhiều các cái tên thuốc khác nhau, những biệt dược khác nhau mà chúng ta không thể nào nhớ hết được. Cho nên khi ra một nhà thuốc thì các bạn phải là học những cái thành phần chính của nó các bạn nhỉ, học thành phần chính của từng thuốc đấy theo từng nhóm, để rồi các bạn sẽ học công dụng, liều dùng, chống chỉ định và hàm lượng của nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Bởi vì sao? Nếu như các bạn không biết được là công dụng của nó là gì thì không thể nào điều trị cho bệnh nhân được. Rồi, liều dùng mà các bạn không biết là dùng bao nhiêu thì chúng ta cũng không biết để mà lấy liều dùng bao nhiêu cho khách hàng và bệnh nhân, đúng không ạ? Cái nữa là nếu như các bạn không biết chống chỉ định của thuốc đấy dành cho những đối tượng nào thì các bạn lấy cho khách hàng đó sử dụng liệu có hợp lý hay không. Cho nên hãy nhớ rằng chúng ta phải hiểu, học được cả những cái chống chỉ định của thuốc đó, được không ạ? Rồi, cái nữa là các bạn sẽ phải học những cái hàm lượng ở trong đó. Có nghĩa là một cái thuốc đấy nó có nhiều dạng là bào chế là một, có nhiều hàm lượng là hai, nhớ. Thì các bạn phải biết là nó có những hàm lượng nào, để mà còn người lớn thì dùng hàm lượng nào, trẻ con thì dùng hàm lượng nào, đúng không ạ? Dùng loại bào chế nào, dạng gói, dạng viên, hay là dạng sủi, hay là dạng viên đặt, đúng không các bạn? Hay là dạng bôi. Đó, cho nên là các bạn nhớ phải học những cái đó, được không ạ? Và một số những cái biệt dược nổi cũng như vậy. Chúng ta chỉ học những biệt dược nổi thôi, vì trên thị trường có quá nhiều các cái tên thuốc mà chúng ta không thể nào mà nhớ được hết, biết được hết đâu. Đó, cho nên sinh viên đã nhớ chưa? Bao nhiêu bạn là sinh viên? Cái đầu tiên khi ra nhà thuốc các em phải học những cái gì đã nhớ chưa? Nhớ, đầu tiên là học nhóm thuốc, các nhóm thuốc nha. Đấy, thế nên là đến với công ty Bảo Minh thì các bạn sẽ được học 39 nhóm thuốc, bao gồm có hoạt chất chính, rồi thì học công dụng, rồi học liều dùng, rồi chống chỉ định, rồi hàm lượng, rồi dạng bào chế, rồi các biệt dược nổi. Đấy là cái đầu tiên các bạn khi đến một nhà thuốc các bạn học nhá. Thì ở công ty Bảo Minh có 39 nhóm thuốc để có thể dạy cho các bạn lần lượt từng nhóm một. Nhóm giảm đau, hạ sốt, giảm đau, chống viêm, nhóm giãn cơ, nhóm chống dị ứng kháng histamin, rồi nhóm là gì ạ? Vitamin, rồi các nhóm về kháng sinh, rồi kháng nấm, rồi các nhóm ngoài da, rồi các nhóm mắt mũi tai, vân vân. Rất là nhiều các bạn nhé. Xong chưa? Các bạn đã xong phần đầu tiên chưa? Đấy, nếu đã biết được là mình ra nhà thuốc mình phải học được cái nhóm thuốc rồi thì sang đến phần thứ hai, các em mới học là gì đấy ạ? Học cái phối kết hợp để kê đơn nhá, để phối kết hợp kê đơn thì các bạn sẽ phải học cái gì? Thứ nhất đó là học nguyên nhân, thứ hai là học triệu chứng, và sau đó là phác đồ điều trị, đúng không ạ? Rồi đơn thuốc là như thế nào đấy, rồi cách tư vấn sử dụng ra làm sao cho bệnh nhân người ta hiểu được đó. Cho nên các bạn nhá, phần thứ hai các bạn sẽ phải học đó là gì đấy ạ? Học phối kết hợp kê đơn đó. Cho nên một số các bạn sinh viên khi đi ra nhà thuốc ấy ạ, rất là nhiều chủ nhà thuốc người ta bảo em tự học đi, rồi sau đó là cái gì không biết không hiểu thì hỏi chị. Còn khi nào em học xong nhóm thuốc rồi, lúc đấy chị sẽ chỉ cho các em là kết hợp liều như thế nào, đúng không ạ? Thì vấn đề là các em đã biết được các nhóm thuốc là có những cái loại thuốc nào hay chưa, đúng không ạ? Vấn đề là các em có biết được là mình học được những nhóm thuốc nào hay chưa. Đấy, cho nên là phần thứ hai mới học đến là cái phối kết hợp kê đơn các liều các bạn nhá. Được chưa? Đấy. Và đến phần thứ ba là các bạn mới học là cái gì đấy, quy trình mở nhà thuốc. Thì lúc này là chúng ta sẽ phải học cái setup này, rồi sau đó là học là nguồn hàng này, setup nhà thuốc ấy ạ, rồi là lấy hàng từ đâu này, rồi là GPP thì làm như thế nào này, rồi là chứng chỉ hành nghề thì mình phải làm ra làm sao, rồi là học cách phân biệt là gì đấy ạ, thực phẩm chức năng và thuốc sẽ khác nhau như thế nào và dựa vào đâu để mình phân biệt được, được không ạ? Tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải học là sắp xếp và phân loại các cái thuốc là theo từng khu vực như nào để có thể đạt chuẩn được GPP, đúng không ạ? Thì cái này ạ, thì chỉ khi nào các bạn là nhân viên đi bán thuốc rồi và chuẩn bị mở quầy thì các bạn mới học đến phần đó các bạn nhé. Còn đâu sinh viên, hãy nhớ rằng khi ra nhà thuốc các em học nhóm thuốc hết cho chị, sau đó là các bạn sẽ học là phối kết hợp kê đơn cắt liều, để rồi sau đó là học đến cái quy trình để mở nhà thuốc các bạn nhé. Quy trình để mở nhà thuốc, các bạn đã đồng ý chưa, đã hiểu và đã nắm được chưa? Bao nhiêu bạn nắm được rồi hãy comment được.